Và một câu hỏi tiếp theo mà Hải muốn dành cho anh để làm vì sao lại là Sugar Baby? Có phải là do mấy tháng qua đề tài cái Sugar Baby và Sugar Daddy là một cái vấn đề nổi trội trên mạng xã hội và anh muốn làm ca khúc để mà bắt theo trend hay không? Thực ra thì cái việc quyết định viết về cái đề tài Sugar Baby này thì nó đến từ một câu chuyện khá là hay ho. Đấy là vô tình thì sẽ có xem được những cái bài viết ở trên những cái group kín, trên những cái group kín của Facebook á, kiểu có những đoạn cáp màn hình ấy mà rất nhiều mọi người cáp lại, mọi người đang lên trên đấy, thì nó có những cái dòng tin nhắn, những cái dòng theo như kiểu là tự chào hàng để chào bán bản thân mình ấy. Đúng, em không biết. Em bạn có biết cái đấy không? Em Hải biết cái đấy có đọc. đó, giống như kiểu là mình năm nay 20 tuổi, cao 1m65, nặng bao nhiêu cân, kỹ năng vừa đủ dùng, rồi là số đo 3 vòng bao nhiêu, mình cần tìm một daddy có thể gặp mình một tuần 3 lần này, một tháng chu cấp cho mình bao nhiêu tiền này, và phải giữ bí bảo mật thông tin, rồi là bla 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 bla. Tức là giống như kiểu là một cái đoạn tin nhắn mà đang giao bán chính bản thân mình ở trên mạng vậy. Và thực chất cái mối quan hệ Sugar Daddy và Sugar Baby nó không sai. Thực chất là cái mối quan hệ nó không sai, nếu như đấy là mối quan hệ giữa hai người độc thân thì nó không sai. Và nếu như là nó là một mối quan hệ của hai người độc thân mà độc lập thì hai người họ hoàn toàn có thể đến với nhau, tại vì như mọi người chúng ta cũng đã biết là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, đúng không? Không phân biệt tuổi tác và giai cấp, nói chung không phân biệt cái gì cả, chỉ cần người ta yêu nhau là người ta có thể đến với nhau. Thế nhưng lại có rất nhiều những cái sự biến tướng trong mối quan hệ này khi mà nó du nhập vào Việt Nam. Tại vì là như mọi người cũng đã biết đấy, có một cái nghề mà hay bán nhan sắc của mình để đổi lấy tiền, đúng không ạ? Đấy, thì thực ra là nó giống như kiểu khi mà cái khái niệm Sugar Baby và Sugar Daddy nó du nhập vào Việt Nam thì mình cảm giác nó bị biến tướng đi một chút. Đúng Nó cảm giác nó không giống như nó vốn dĩ như là ở nước ngoài nữa. Ví dụ như khi mà ở Mỹ này thì sẽ có những Sugar Daddy, người ta lớn tuổi, người ta già, người ta giàu và người ta độc thân, người ta tự do, thì người ta hoàn toàn có thể tìm những baby cũng như vậy, thì cái mối quan hệ đấy không ai nói tới. Thế nhưng mà khi mà ở Việt Nam có rất nhiều những ông chồng có gia đình, có nhà cửa, vợ con nhưng mà vẫn đi ra ngoài nuôi baby như bình thường. Và những baby đấy biết là người Sugar Daddy của mình có nhà cửa, gia đình, vợ con nhưng vẫn quyết định làm điều đó, thì rõ ràng không thể bàn cãi được gì khác. Đây là một mối quan hệ sai. sai rất là sai trái các bạn ạ. Và ngay sau khi mà nó sẽ đọc được những cái dòng status như thế thì cảm giác, một cảm giác trong đầu kiểu nó hiện lên đó, ủa cái này không ổn rồi, ủa này không ổn rồi. Kiểu khi mà những cái định nghĩa sai lệch về, không phải định nghĩa sai lệch mà những cái quan niệm sai lệch về cái Sugar Daddy và Sugar Baby này, mình nghĩ là càng ngày nó càng lan rộng trong giới trẻ. Và những bạn nữ khi mà vừa tuổi tuổi vừa mới lớn, các bạn chưa đủ, giống như kiểu là chưa đủ chín chắn để nhận thức là cái gì mình nên làm và cái gì không nên làm. Các bạn chỉ muốn là nghe cái này có vẻ hay, cặp với một daddy nào đấy, được cho tiền này, được đưa đi ăn chơi sung sướng, được chiều chuộng này, được mua đồ này đồ nọ cho, thì cảm thấy rất là thích. Thế nhưng mà các bạn không biết rằng là chính cái việc đấy các bạn lại tự hạ thấp cái hình ảnh của người phụ nữ, Đúng rồi. tại vì các bạn đã tự mang cái đặc quyền trời cho các bạn đấy là cái nhan sắc để mang đi giao bán cho những người đàn ông cánh mày râu, người ta thèm thuồng điều đấy. Thì nó giống như kiểu là một cái sự các bạn nữ tự tự đưa cái hình ảnh của mình xuống. Đấy là mình rất không muốn cái điều đấy, cho nên là mình viết một bài hát này để hy vọng là khi nếu như mà mọi người nghe xong thì mọi người sẽ hiểu cái vấn đề mình muốn nói đến là gì. Và nếu như mà có ai mà đang định bước vào con đường đấy mà nghe bài hát này xong rồi quay đầu trở lại thì bài hát của mình thành công. Cũng như anh Ngôn Z vừa chia sẻ thì cái vấn đề mà Sugar Daddy và Sugar Baby đang rất là hot trên mạng xã hội và những cái group kín chia sẻ rất là nhiều. Đó, và em cũng có vô tình đọc được và các tuổi của các bạn gái chia sẻ những cái thông tin của mình để mà tìm Sugar Daddy còn rất là nhỏ, Rất là nhỏ. thậm chí có những bạn 2K3 cơ. Ừ. Đó, và em cảm thấy như là cái giới trẻ bây giờ đồng nghĩa cái việc xã hội phát triển thì những cái suy nghĩ của các bạn cũng sẽ phát triển theo. Thoải mái hơn một tí, Đúng nhưng rồi, mà nhưng thoải mà mái hơi quá. đúng rồi, nó đang bị quá đà một xíu và nó ảnh hưởng đến cái sau này của mọi người nữa. Thế là mình mong rằng qua cái ca khúc của anh Oset thì mọi người sẽ hiểu hiểu ra cái vấn đề mà Sugar Baby, Sugar Daddy như thế nào và mọi người sẽ dùng nó một cách đúng nghĩa cái mối quan hệ đó và sẽ không bị biến tướng như cách như anh Oset nói. Đó, và mong cho các bạn trẻ bây giờ sẽ giác ngộ ra nhiều và không không đánh mất, không làm giảm cái hình ảnh của mình xuống. Đó.